mời các bác uống sữa nhá. Đây hàng của các bác đây. Đó, thay về. À, còn ngoài đây nữa. Đây còn ngoài đây nữa. Ở đây hàng của các bác gần đây thì cố gắng là gửi xe cho các bác nhanh. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Ok, tôi điện thoại đấy nhá. Đây mời các bác cùng xem nhá. Hàng hóa của các bác ấy toàn là sono của mình, như các bác vừa xem cái đoạn tháp lắp ngắn là em đóng có hai cái thùng này. Một thùng là 612 và một thùng là 880. Đấy. Thì các bác xem tham lắp thì nó tầm khoảng cỡ là 30 giây thôi. Nhưng mà các bác nhân lên thì nó vào khoảng cỡ là tầm 10 phút một cục như này. Đây gọi là đóng siêu tốc ấy, không có vướng gì, là 10 phút một cục này đóng siêu tốc. Đầy đủ hết bìa đấy, còn thiếu cái này thiếu cái kia lại đi cắt ngọt rồi. Đấy. Các bác ạ. Khoảng 10 đến 15 phút một cục này. Cục nào to như đôi 725 hôm đầu đóng gói này. Nó mất tầm gần 20 phút đóng gói. Đấy, xong là nồng túi bóng rồi đóng gói, xong là bằng dính. Chi tiết ui rồi ôi cho các bác. Cái 725 ui rồi ôi phải gọi là thần thánh, thần thánh các bác ạ. Các bác xem 725 to đùng bác đại thần thánh. Rồi còn có một số các bác ở gần đây thì Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định gì đấy, Hà Nội, Hải Dương gì đấy. Thì có thể là em không đóng gói đâu, em chỉ nồng túi bóng vào xong nhờ xe họ gửi thôi. Bởi đóng bìa nên nó rất là lâu mà các bác là yêu cầu đặt hàng nhanh. Bây giờ toàn solo một mình này, đấy, toàn solo một mình này. Thì lại kể thêm về các bác là như này. Hôm trước em có đi Thái Bình, đấy, đây mà các bác xem cái đoạn đi Thái Bình của em đây nhá. Thái Bình đấy. Thái Bình quên lúa đấy các bác ạ. Thái Bình đấy. Đi cả đi cả về đấy, còn đi sang cả đại ca. Điện tử đi ngon mạnh rồi, video này dài quá trời luôn đó. Rồi các bác nhá. Thì thôi, thế thôi. Các bác nào xem thông cảm một cái, toàn solo một mình này, đấy. Toàn solo một mình, các bác bảo dồn phát bao nhiêu đơn hàng mà toàn solo một mình này, làm gì thằng nào làm hộ đâu. Thuê mấy thằng lính kia mà về đóng gói nhìn trông nham nhiêm nhau ngang. Thôi tốt nhất là không thuê nữa. Vừa mất việc này, hàng hóa nó không được việc. Đấy. Được mỗi cái việc là đóng gói được thôi, nhưng mà sau là mình vẫn phải đóng gói lại, vẫn mất công. Đấy thì thà phát mình đóng gói từ đầu đuôi luôn, cho các cậu nó cứ chở từ đây ra Trương Xá gửi xe đấy, chở ra quán nước như nào đấy, rồi ok thế thôi. Đấy các bác nhá. Nè, kể thêm một cái hóa đơn nữa, hiện tại em đang hết hóa đơn này. Thì mẫu sau em ra mẫu hóa đơn mới thì em có ghi luôn cả cái địa chỉ email của em đấy. Đây nó kiểu dạng như này. Đấy. Đấy, máy tính mình có đầy đây, mua máy in nữa thôi. Các bác nào chơi nút đô xe không? Chơi nút đô xe thì cho rộng cho. Em sắp có một mẫu thùng xúc hầm 50 loại ván ép chịu nước, cho các bác ngâm thoải mái xuống ao, nhưng mà giá nó hơi cao tí. Giá hơi cao tí. Một đôi nó vào tầm gần 5 triệu, mỗi đôi gần 5 triệu, bao cước, bao ship tất cả mọi miền. Mấy hôm nữa qua hàng em quay tiếp cho các bác xem. Thôi, bốc phê đến đây thôi. Giờ hẹn gặp các bác video sau nhé. Bây giờ là đấy, hóa đơn giấy tờ có khi là hết hóa đơn rồi. Hóa đơn đầy đây nhưng mà toàn ghi hết rồi. Đây có một số các bác là đơn nó chậm. Một số các bác đây là anh Hiếu này, anh Hiếu anh vừa nhắn tin qua Zalo cho em đấy. Vừa nhắn tin rồi nhưng mà chậm, chưa hàng có rồi, nhưng mà hôm đóng gói xong ấy thì lại có một ông khách ở trên Văn Lâm xuống. Ông cứ gạ gẫm rồi. Ok thế là thôi. Cũng may là ở nhà em có hai đôi. Đấy, sau đi gửi cho đại ca trên Văn Lâm ấy thì 30 phút sau lại có tiếp một đại ca ở gì nhỉ? Dàn hàng Khoái Châu ấy. Ông mò đến, ông hôn nốt. Ông thốt nốt. Ông hôn nốt hay là thôi hết thùng rồi. Thùng lại phải chờ ngày mai có thùng em gửi sớm cho các bác nhá, gửi nhanh cho các bác. Ok, các bác nhận hàng thông cảm các nha. Đây là Võ Phú Hiếu nha. Hà Tấn. Rồi, đây bông đây. Bông này không bán nha. Các bác nào mua nguyên cây thì bán cho. Cả cây này có 500 một cây thôi các bác ạ. 500 một cây thôi. Cây nó to lắm, đây nó như này cho các bác xem luôn, cây nó to này này. Đấy. Quay cái đống bông to đùng này. Đây mà các bác xem bông nha, xong bắt đầu em tạm dừng này. Hẹn các bác video sau nha, mời các bác xem nút đóng bông nha. Hàng của các bác lên xe rồi nha. Đấy, bưu điện thì nhanh quá. Đây, hiện tại còn một ít này nữa em đang quyết định mệnh lại quên một kiện rồi. Thế. Chán thế. Tốt rồi, sao vậy? Cái này tí kiểu gì cũng trả vào. Quên mất. Bảo sao thì thiếu. Đùa thôi được rồi. Ok, các kiện này em chở xe máy khoảng được.
không sao cả. Quên mất, đùa. Ok. Hàng của các bác đây nhá. Hôm nay quay chắc phải đến chục ngày nữa mới đăng được. Anh Tuấn hay Bông này, anh Thuận này bị vỏ với ba này, còn bác này hôm trước bác đặt xong là hôm sau bác báo không, thôi anh đi vắng rồi không nhà đấy thôi. 6012 có hai đôi em gửi một kiện rồi, còn một kiện nữa bây giờ trở ra. Nguyễn Văn Nhật, Hải Phòng, cửa bưu điện không xe. Có hai đôi này đi Lào Cai, hai đôi này đi Lào Cai. Mấy bác trên Lào Cai quý em quá. Hôm nào em đi Lào Cai mời các bác qua nhé. Đấy. Đây. Đi đến mùa hè rồi là bây giờ không đội mũ to nữa. Đội cái mũ con bé xinh xinh này thôi. Đấy. Đi đội cho thoáng, nhẹ đầu. Chứ đội mũ to kia thì nặng đầu hại não lắm. Thì đổi theo mùa thôi các bác ạ. Đó, các bác ủng hộ em nhiều vào nhá. Có điều kiện đấy cái xe ngon ngon tí. Rồi, của các bác còn nhiều hàng nữa thì quay sau nhé. Hôm nay thế này thôi. Mai đăng vậy. Mấy hôm nữa dồn dồn vào nhiều nhiều cái cho nó dài dài này. Mời các bác xem nhé. Nắng nóng 38 40 độ mà vẫn phải đứng chờ xe như thế này các bác này. Sướng cái gì? Mùa hè sướng cái gì? Nắng nóng này chờ xe, gửi xe này bây giờ này. Đấy. Xe nào đây? Gia Lâm, Hà Nội. Gia Lâm, Hà Nội thôi. Hương Hà, ô Hương Hà này. Xe này đi Hương Hà, Thái Bình này. Thái Bình lên Gia Lâm, Hà Nội này. Đấy. Đây nhiều xe lắm các bác ạ. Các loại xe, xe đi đâu cũng có cả. Bắc Trung Nam, xe gì cũng có. Đấy. Nhưng mà vẫn ít xe hơn một số điểm khác. Ờ, ok. Tí xe đến quay chỗ bác xem nhé. Đấy. Xe tải này đè mất xe to rồi. Các bác thấy xe màu vàng chưa? Đấy. Đây nhá, cái xe này nhá. Đây là xe đi từ Thái Bình lên Lào Cai. Các bác nào mà thích đi xe này thì đi, mà không đi thì thôi, đi bộ cũng được. đi xe duyệt thủy cũng có. Đây, Lào Cai, Mỹ Đình, Thái Bình, Hưng Yên. Xe duyệt thủy đi Thái Bình. Đây là xe Hưng Long đi từ thành phố Hưng Yên lên đấy. Đấy. Các bác thấy xe chưa? Rồi, đây. Đấy, mời các bác lên xe. Rồi, ok nhá. Xe Hưng Long. Ở đây hàng của anh Trung nhá, mà gửi Trương Xá là xe nó chạy nhanh quá không vẫy cược. Đây bắt đầu phải đi từ Trương Xá ra đến Quan Quải Dương là tầm 20 mấy cây, 23 24 cây ấy. 23 24 cây. Đấy, để kịp hàng, mai bác đi công ty rồi. Nay chủ nhật chủ động khách dịch đấy. Hàng đã lên xe. Rồi. Tôi biết tiền điện thoại. Quảng Ninh. Rồi ok. Có ông được đấy. Tiếp tục trong ngày hôm nay có thêm một số đơn hàng của anh Đoàn Ngọc Sĩ, Hoàng Văn Kiên và Lê Minh Thuận. Một số đơn này em sẽ giao cho các bác trong thời gian sớm nhất, nhưng mà chắc nào quay hôm nay phải đến tuần sau mới đăng được. Các bác thông cảm nhớ. À cái gì nhỉ? Chuẩn bị có một ít hàng bãi về. Thì thôi, chắc là lúc nào đóng gói xong thì em lại quay tiếp cho các bác nhé. Mùa này ế quá. Đây, 3 ngày mới được có 3 kiện này. Chết dở. Rồi, bây giờ em phải đi giao hàng đây. Không hiểu kiểu gì các bác ạ. Mùng 1 nhớ xe, mùng 2 nhớ hẹn, mùng 3 nhớ bố nó xe hỏi. Đéo không biết bây giờ tìm cái xe mà đi Hòa Bình đây. Các bác nào có số điện thoại của các xe đi qua Hưng Yên, Hòa Bình cho em xin nhá. Đây hàng của các bác đây nhé. Chậm mấy hôm. Ở đây hàng của anh đây nhá. Tiến Lào Cai 7997. Hôm nay không biết phải lô về đè đây. Đây 718 nhá, lưới sắt. Có tem em để trong thùng à? Tem em thả thùng trên này, thùng một cái dán thôi. Một cái dưới không dán. Cước vận chuyển mấy trăm thì anh chịu nha. Giá em đấy là 23. Ok. Ở đây nhá, hàng của đại ca đấy nhá. Bắt đầu bây giờ là em đang chờ xe. Đấy. Xem đúng không? Đó, họ có tên số điện thoại địa chỉ đúng không? Đấy, đúng cái mặt hàng gần đấy chưa? Đây là bắt đầu chờ xe đây. Xe có tầm 2 tiếng hơn rồi đấy.